Hello, xin chào tất cả mọi người trên kênh guitar của Trần Tùng. Hôm nay Tùng lại chia sẻ cho anh em cái kiến thức nhỏ, đó là trong quá trình chúng ta ứng dụng những cái câu của những cái âm dài ngũ cung. Vậy khái niệm về âm dài ngũ cung thì trước khi muốn chơi ngũ cung thì Tùng đã chia sẻ cho anh em trên kênh về ngũ cung trưởng và ngũ cung thứ rồi. Và ngược lại, hai ngũ cung này chẳng qua nó không khác nhau gì cả. Ví dụ chúng ta đánh trên ngũ cung trưởng tốt, chúng ta có thể động não chúng ta suy ra ngũ cung thứ. Hoặc là chúng ta đánh tốt trên ngũ cung thứ thì chúng ta có thể suy luận được ra ngũ cung trưởng. Vậy tại sao như thế? Ví dụ trên các hợp âm song song, ví dụ chúng ta có một cái ngũ cung của la thứ thì chúng ta suy ra ngũ cung của đô trưởng. Đó, hai cái hợp âm song song này nó giống nhau. Ví dụ trên mi thứ thì chúng ta có thể suy luận ra được ngũ cung của gì nhỉ? Son trưởng. Hoặc ngược lại, những cái hợp âm của rê thứ thì chúng ta biết được ngũ cung của pha trưởng, vân vân. Nó có những hợp âm song song, mà hợp âm song song thì hầu như anh em nào chơi guitar cũng đã biết được rồi. Như vậy thì hôm nay Tùng sẽ hướng dẫn cho anh em cái khái niệm về ngũ cung qua một chút xíu để Tùng ôn lại bài tập cho anh em. Sau đó anh em hiểu được nguyên lý hoạt động của nó rồi. Ví dụ chúng ta lấy thứ thì chúng ta lấy la thứ. Vậy la thứ nó đánh là la si do re mi fa son la, là gồm có 8 nốt lặp lại theo cái quy trình của nó. Vậy chúng ta bỏ nốt nào? Chúng ta bỏ bậc 2 và bậc 6. Anh em chỉ nhớ được nguyên lý đó là ok. Ví dụ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anh em ta 7 bậc của la thứ thì chúng ta đánh gì? Chúng ta bỏ đi 1, 2, chúng ta đánh bỏ đi, chúng ta đánh vào 3. Vậy chúng ta có 4, 5 đánh liên tục. Và 6 đây chúng ta bỏ này, 6 là chúng ta không đánh và chúng ta đánh sang 7. Vậy chúng ta lọc được các nốt là 1, 3, 4, 5, 7. Và chúng ta được 5 nốt là đô, rê, mi, son. Và chúng ta liên tục dùng những cái nốt này, chúng ta lặp liên tục ở các quãng khác nhau thì nó thành cái gì nhỉ? Âm dài ngũ cung. Đây là ngũ cung. Vậy ngũ cung này để làm cái gì? Và khi chúng ta đánh như vậy thì nó giúp cho chúng ta được cái điều gì? À, thì hầu như là trong âm nhạc người ta dùng ngũ cung rất là nhiều. Ở trong sáng tác người ta cũng dựa vào âm dài ngũ cung để người ta làm giai điệu. Hoặc là trong giăng tấu người ta cũng khi một ban nhạc nào đánh ngẫu hứng lên đó, người ta dùng ngũ cung, người ta fill lead. Hoặc là người ta có thể ứng dụng ở những cái câu áp bài solo, thậm chí người ta dùng bát trong đệm hát luôn. Vậy khi anh em hiểu được nguyên lý đó rồi thì hôm nay Tùng sẽ hướng dẫn cho anh em một cái cách đánh trên 5 nốt nhạc đó, nhưng mà chúng ta đánh ở một cái thế khác. Chúng ta kéo những cái câu liên tục từ dây thế này Tùng hướng dẫn cho anh em là thế 6 giây, đánh tất ra đến dây số 1. Vậy đầu tiên đánh trên dây số 6, chúng ta sẽ có hình thành các nốt từ nốt chủ, nhưng mà ta không đánh từ nốt chủ. Vậy chúng ta đọc bậc. Tại sao Tùng hay đọc bậc? Bắt đầu chúng ta đánh từ bậc 7 của nó. Ví dụ trên la thì anh em đánh cho Tùng một cái mẫu câu như vậy này. Son là bậc 7, son la. Sau đó anh em đánh hai nốt song song, nó chính là ở trên dây số 5, còn nốt đô ngăn 3 và rê ngăn 5. Chúng ta được hai câu. Anh em thấy không? Giống nhau, đánh giống nhau. Nên khi chúng ta thấy đánh giống nhau là chúng ta đánh ngay. Tại nó các thế đánh nó giống nhau, chúng ta rất là dễ bước và dễ đánh. Sau khi đánh đến nốt số 4 này rồi thì anh em kéo xuống nốt số 5 và cũng chính là bậc 5 của nó luôn. Đó, anh em thấy không? Vậy ở đây Tùng sẽ có nốt bậc 4 của nó là đây, là nốt rê, và bậc 5 của nó nằm đây luôn. Vậy anh em nhìn cái cấu hình này, và Tùng sẽ đánh một cái cấu hình này liên tục ở các cách đánh giống nhau như vậy. Trên các dây Tùng đều đánh giống nhau, Tùng được một câu như vậy. Và đi về. Câu như vậy, và hàng ngày chúng ta đi trên con đường đó thật nhiều. Làm sao đánh đến một lúc nào đó chúng ta cảm được cái nốt giai điệu của nó, và những cái mẫu hình đó nó cảm vào hơi thở của mình, cảm vào máu của mình, và cảm ở đầu ngón tay, ngón chân của mình, và những cảm vào những cái đầu ngón thế đánh ngón tay của mình đó, để nó đưa vào những cái câu nó thành một cái phản xạ của các đầu ngón tay, thì lúc đó nó sẽ giúp cho chúng ta định hình được các mẫu câu. Như vậy.
Thì khi mình hình thành được cái mẫu câu đó rồi thì cái mẫu câu này này anh em chỉ hiểu cho Tùng như này là anh em đánh được ngay. Đây Tùng có minh họa cho anh em cái sơ đồ. Thì đây là cái hình học. Tùng thường thường học nhạc, Tùng ít khi quan trọng vào nốt mà Tùng đánh đa số đánh theo cái mẫu của những cái hình học. Chúng ta tưởng tượng trên dây nào chúng ta đánh như thế và chúng ta có thể đánh được bất cứ một hợp âm nào. Đó, anh em cứ đánh vào 1 2 là cách nhau một cung, 3 4 cũng cách nhau một cung và bốn nốt này nó có hình song song nhau và từ nốt số 4 anh em kéo xuống nốt số 5. Đó, và anh em đánh được xuống cái nốt số 5 rồi á thì anh em lại tiếp tục đánh ở các mẫu câu y chang như vậy. Bất cứ trên một cái dây nào xuất phát thì anh em luôn đánh 1 2 3 4 giống nhau, kéo xuống bậc 5. Đó, và anh em được cái câu đó. Ví dụ anh em đang đứng ở đâu? Ví dụ đứng ở đây thì chúng ta đánh ở nốt này. Thì nốt này giống nhau. Và chính cái nốt này chúng ta kéo xuống một cung là xuống. Anh em thấy không? Đó. Vậy dựa vào những cái nguyên lý này thì Tùng luôn đánh như vậy. Ví dụ chúng ta lên một cái hợp âm pha thứ đi. Chúng ta son thứ đi, chúng ta không biết, chúng ta vẫn đánh là bậc 7 nó. Tùng đánh giống nhau, ta ra ta ta giống nhau và chúng ta kéo xuống cái nốt này. Thì đây là cái đuôi và chính cái chỗ này nó lại mách bảo cho Tùng ở có nốt đây. Và chúng ta kéo xuống cái đuôi. Và chúng ta lại tiếp tục. Đó. Và Tùng có ngũ cung của hình son. À, tức là dựa vào cái âm hình thì Tùng đánh được bất cứ hợp âm nào mà Tùng không cần phải nhìn nốt nhạc nó có mấy thăng mấy giá. À, ví dụ xuống si thứ thì anh em cũng đánh vậy. Là nó đúng đúng si thôi. Hoặc là đô thứ thì anh em có thể vẫn dùng như vậy để anh em đánh. Thì anh em đánh trên bậc 7 của nó, thăng giá không quan trọng. Đó. Anh em hiểu được ý Tùng nói không? Tức là chúng ta học là chúng ta học theo những cái phản xạ của những cái thế đánh, thế võ, nó giống như bài quyền á. Khi chúng ta quen những cái cấu hình đó rồi thì chúng ta đánh bất cứ một hợp âm nào. Tại sao các cao thủ người ta solo được tất cả các bài hát trên các tông? Tức là người ta dự theo nguyên lý đó. Chứ người ta không dự theo một cái nốt nhạc. Ví dụ một cái ship nhạc nào đó, người ta viết ra một cái bản nhạc ở trên một cái tông nào đó. Vậy mình chỉ nhìn trên những cái nốt đó đánh được bản nhạc đó trên tông đó thôi. Còn khi ví dụ người ta viết rê thứ xong người ta kêu đánh bài đó trên đô thăng thứ là anh em không dịch được bậc. À, vậy cái tầm quan trọng của đọc bậc rất là quan trọng. Khi chúng ta đọc được bậc thì chúng ta có thể dịch được cung từ cung này qua cung kia. Và chúng ta khi đánh tốt ở các nốt trên đó thì chúng ta đánh một cách tự nhiên thì chúng ta không phải nhìn nốt. Đó là cái cách mà Tùng cũng chia sẻ cho anh em. Tùng học đa số học bằng phương pháp đó thì Tùng giải quyết được vấn đề mọi ca khúc trên mọi các thế hợp âm và Tùng đọc được bậc của nó. Đó, đó là cái vấn đề. Và đọc bậc sau này nó giúp cho anh em cái kiến thức cảm âm rất tốt. Rồi, khi anh em có mẫu câu đó rồi thì clip này Tùng dành thêm cái thời gian để chia sẻ cho anh em cái nguyên lý và chúng ta tập. Rồi bây giờ Tùng quay lại cái câu chuyện là thứ trưởng. Ví dụ anh em có một cái câu anh em có thể trở về ngay nốt đô để anh em làm âm dai cho cái đô. Âm dai của đô này xài ngũ cung thứ đưa qua cũng rất là hay. Đó, Tùng dừng ngay nốt đô này. Thay vì về nốt la thì Tùng dừng ở nốt đô thì nó sẽ thành âm dai gì nhỉ? Âm dai của đô. Như vậy thì trong cái ngũ cung nó hay như vậy và nó có hay hợp âm song song như vậy. Hoặc là ví dụ chúng ta, ví dụ Tùng Tùng đánh ngũ cung của thứ nhá, là la thứ này. Bây giờ Tùng dùng dùng cái ngũ cung này Tùng solo trên bài đó là bài trưởng chẳng hạn như vậy. Đó, những cái nốt này này nó đều đi qua những cái bậc này. Như vậy thì những cái nốt này này khi chúng ta đánh nhiều nó sẽ mách bảo cho mình tìm nốt và solo trên một bản nhạc rất là dễ và nhanh.
thì cái tác dụng của ngũ cung nó như vậy, và Tùng đều đi đánh những cái nốt đó, đều bước qua những cái chặng đường của ngũ cung. Đó. Đó, nó trở về đô, hoặc là từ đây trở về la. Đó. Vậy hai thằng này xài chung những cái chặng đường đó. Thì đó là cái cách mà anh em có thể tự suy nghĩ, tự sáng tạo ra trong quá trình chúng ta ứng dụng solo. Vậy trong quá trình khi chúng ta hiểu được cái nguyên lý hoạt động của ngũ cung như vậy rồi, thì có nghĩa là anh em luôn nhớ là lấy thứ thì chúng ta trừ đi bậc 2 và bậc gì nhỉ? Bậc 6 chúng ta không đánh, là chúng ta có những cái trái ác về ngũ cung. Trong ngũ cung anh em đánh tốt rồi thì anh em có thể ứng dụng ở nhiều cách khác nhau. Ví dụ là nó ra một cái câu solo, một giang tấu hoặc là gì. Rồi, anh em muốn có một cái màu nặng hơn, màu nặng hơn màu này, có nghĩa là những cái câu này anh em đánh hàng ngày ấy, thì tự nhiên anh em đánh được giống Tùng. Và khi đánh như vậy thì anh em sẽ thấy tự nhiên cái câu này nó có cái gì đó nó hay hay. Và khi mình cảm nhận được cái ngón đó rồi thì anh em lại gì nhỉ, giáng bậc 5, hoặc thậm chí anh em giáng bậc 7. Vậy khi anh em đọc được bậc nó rất là quan trọng. Vậy chúng ta biết được là trong gì nhỉ, 1, 3, 4, 5, thì chúng ta có thể giáng bậc 5 này xuống nửa cung. Nó ra một cái màu gì nhỉ, blue da rất hay, màu da người ta hay dùng này. Ta 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 ra ta ta, hoặc là ta 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 te đi ta te ta 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 ta. Ví dụ thế, thì những cái nốt này này là Tùng đang giáng bậc 5. Vậy Tùng biết nốt mi nằm đây là bậc 5 thì Tùng giáng nó đi. Hoặc là anh em có thể giáng bậc 7, ví dụ là xuống đây là son nhá. Son ta 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 ta, thì Tùng có thể giáng bậc 7 này đi thành cái nốt. À, nó về nốt pha thăng hoặc son giang đó. Anh em nghe không? Nghe cái màu bắt đầu nó gì nhỉ? Nó nặng hơn. Và những cái lối này khi đưa vào ứng dụng đệm hát, người ta dùng rất là nhiều. Ví dụ dùng các âm tự nhiên. Ví dụ là Tùng hát một câu như vậy: dốc hết tình này ta chả nỡ đời, dùng ngũ cung và Tùng lót những cái câu bát đó, hoặc là những cái câu chạy solo ở quãng cao. Chả hết tình tôi chả nữa không thôi ta 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 ta. Đó, thì cái màu gì nhỉ, anh em nghe có cái chất gì nhỉ, chất blues da, mà lúc đó Tùng chưa cần phải thăng dáng nhiều. Còn bậc 7 dáng nó sẽ có nó ta ra ra ta ra ta ti đi 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 ta đi ta ti 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 ta ti đi ra ti đi đi ti ta ti đó ti đi ta đi 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 đi. Những cái nốt 7 dáng, thăng dáng anh em đều sử dụng nó được hết. Và trong quá trình đó chúng ta hiểu được cái nguyên lý hoạt động của nó, chúng ta có thể lái con thuyền theo ý thích của mình. Đó là cái tác dụng của ngũ cung. Vậy khi trong quá trình đệm hát, anh em có thể dùng những cái câu Tùng vừa rồi làm intro. Ví dụ anh em đánh dốc hết tình này ta chả nỡ đời, hoặc là anh đến ta ra đã ti đi đã để đi giống hết tình này ta chả nỡ đời ta để đợi ta đi đi đợi ta đi 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 đi. Đó, thì những cái nốt đó Tùng đang đánh ở đâu? Tùng đang đánh ở âm giai ngũ cung của nó ra. Đến nốt rê Tùng dừng lại. Đó, Tùng biết là nó dừng ở bậc 4. Tùng đưa cái câu đó vô, hoặc là tâm 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 lúc này nó lại trở thành âm giai ngũ cung của
bậc 4 nhưng mà chạy trong âm dài của La. À, Rê chạy trong âm dài của La. Anh em hiểu cái ý này Tùng nói không? Đó, cái màu của Rê nhưng mà nó nằm ta 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 ta, nó đều nằm trong 1/3 của La mà thôi. Như vậy thì Rê Fa La hoặc là La Đô Mí nó đều có cái sự liên kết chặt chẽ trong quá trình ứng dụng đệm hát. Vậy anh em hiểu được cái tầm quan trọng và đi được đến cái đích để chúng ta gì nhỉ? Đi được đến cái đích để chúng ta cảm âm nó và chúng ta đánh được nó, áp dụng được nó làm một cái chặng đường, chứ không phải là thông qua cái clip Tùng hướng dẫn anh em đánh được ngay. Thì anh em chịu khó, hàng ngày anh em cứ coi nó là một cái bài tập đơn giản đi. Ở đánh này thì hầu như ai cũng đánh được, đánh như vậy. Anh em bảo là cái câu này thì quá dễ. Đó, thì ở đây Tùng đang dùng một cái màu 7. Màu 7 à, thì trong ngũ cung người ta hay dùng màu 7. Hoặc là dùng thì Tùng chỉ dùng 1/4 ạ. 1/3/4/3/4/3/4 nó ta ra ra ta ra ta, và Tùng gì nhỉ? Thăng bậc 5 xuống, giáng bậc 5 là ta ra ra ta đó. Ta ra ta 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 ra ta ta. Đó, 3 nốt thôi thì nó ra cái màu này. Khi anh em thấy đánh một cái màu này. Trống vắng người ta chỉ dùng như vậy, 1/4/5/1/4/5. Trong 1/4/5 đó người ta chỉ đá một cái nốt giáng ở bậc 5 xuống là người ta ra cái màu đó. Thì khi anh em nghe một cái anh em nào đánh một cái câu nào đó mà giống giống như vậy này, anh em hiểu là người ta đang giáng bậc 5, hoặc là người ta đánh trên kỹ thuật ngũ cung. Tức là chúng ta nghe được và chúng ta hiểu được thì chúng ta sẽ đánh được. Anh em hiểu ý Tùng nói không? Đó là cái kiến thức, mà cái tiền đề quan trọng là gì? Khi chúng ta đánh cái gì chúng ta phải hiểu chúng ta đánh cái gì, thì lúc đó chúng ta ứng dụng ở bất cứ một chỗ nào. Ví dụ là trên đây. Anh em có thể pha chế nó ngay tại chỗ. Ví dụ trên pha thăng chữ song chữ Tùng đều đánh cái nguyên lý đó, hoạt động đó và bậc đó thăng giáng. Thì anh em muốn hiểu về bậc thì anh em hãy bắt đầu từ cách học bậc. Tức là trong La thì anh em phải biết được là La là 1, Si là 2, Đô là 3, Rê là 4, Mi là 5, Fa là 6 và Son là 7. Anh em luôn nhớ được 7 bậc. Trong 7 bậc đó nó giúp cho chúng ta có những cái triad rất là tốt. Khi chúng ta định hình được bậc tăng, ví dụ là mình muốn biết được bậc trong La, mình biết được bậc 4 đây, 7 đây, 3 đây, 6 đây, 2 đây, 5 đây, 1 đây, thì chúng ta gì nhỉ? Hình thành được cái 1/4/7/3/6/2/5, chúng ta có thể những cái câu bát đi tăng 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 sáu đó, 2/5/4, những cái câu bát này nó hình thành được bậc. Và khi đọc bậc được thì chúng ta gì đệm rất là tốt và chúng ta có sự hướng tới nó, vì chúng ta biết từ bậc 1 nó sang bậc 7 thì chúng ta có những cái triad và những cái câu bát nối liền sang bậc 7. Và từ bậc 7 về bậc 3 nó sẽ có câu từ bậc 7 về bậc 3 nối ở câu bát. Và chúng ta biết được cái nốt của bậc 3 nó nằm ở đâu, bậc 6 nó nằm đâu, bậc 2 nó nằm đâu. Ví dụ thế bậc 2 nó nằm đây. Trong La ví dụ thế. Trong La thì mình chủ âm là mình, khi mình xác định được quãng đây là giáng, là major 7, thì lên đây là bậc 7, thì giáng 6 về 6 bậc 1. Thấy không? Chúng ta định hình được bậc 1 thì nó xuống 2, xuống 3, rồi 4, 5. Đó, và chúng ta có những cái bậc 7 của nó nằm đây và bậc 1 chủ nằm đây. Thì những cái nốt mà bậc, khi chúng ta định hình được cái nốt rất là quan trọng trong cái bậc. Tăng 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 tăng. Đó. Tăng tâm 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 tăng tâm 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 tăng tâm 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 tâm
Thì khi có kỹ thuật này này thì có nghĩa là gì? Mình chơi chơi guitar là trong guitar của mình á, nó không có ban nhạc. Vậy không có ban nhạc có nghĩa là không có cái người chơi chơi guitar bass. Vậy thì mình sẽ có những cái cấu hình bass để mình đánh phụ vào cho cái câu nó dày hơn. Đó, ví dụ là giống như Tùng đánh cái câu lúc nãy đó. Dốc hết tình này ta trả nợ đời. Đó, Tùng trên bass vào là dốc hết tình này ta trả nợ đời. Đó, ta ra ta 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 ra ta 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 và ti đi ta. Tùng biết là bậc 4, dừng ở bậc 4. Vì đó, nó ra là gì? 1 4 5. Dốc hết tình này ta trả nợ đời là la thứ này, hoặc là la thứ bảy này. Đó, muốn đưa màu nặng vào thì anh em đưa luôn luôn đưa màu 7 vào là luôn luôn nặng. Vậy chúng ta muốn biết được bậc 7 của nó nằm đâu thì la bậc 7 của nó là son, mình đưa nốt son vào là thành bậc 7 liền. Đó là cái tư duy về chơi nhạc. Dốc hết tình này ta trả nợ đời. Đó, thì mình đưa bậc 7 của re vào thì mình có re 7 vậy thôi. Trả hết tình tôi trả nợ không thôi. Tao đặt đi đặt đi 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 đi. Những cái nốt này chúng ta có thể đưa vào ứng dụng để tạo mẫu câu trong quá trình đệm hát. Vậy clip này Tùng chỉ hướng tới anh em cách gì nhỉ? Tập đã. Chúng ta tập đã, chúng ta cảm nó đã và chúng ta cảm nhận được những cái sự liên kết của ngũ cung. Sau đó chúng ta hình thành. Khi chúng ta hình thành được ngũ cung rồi thì anh em có thể tự do sáng tạo. Anh em có thể đánh một cái liên 2, đánh một cái liên 3, đánh một cái liên 4, anh em lọc nốt nó thành một cái giai thoại khác, ví dụ là một hai ba bốn, một hai ba bốn, anh em đánh tăng tăng là liên 2. Tăng 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 ta ra ta ra ti đi ra ti ra ta 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 ra ti đi ra ti ta, ví dụ thế. Anh em tạo được những cái câu câu theo ý thích của mình thì lúc đó anh em có thể hiểu về gì nhỉ, hiểu về các giá trị nốt nhạc. Anh em có thể tạo mẫu câu thưa hơn ở những cái nốt liên đơn, kép móc 3, móc 4, trùm 3, trùm 4. Rồi chúng ta lấy cái metronome ra, chúng ta gõ và chúng ta đánh. Ví dụ một đập chúng ta đánh 3 nốt, một đập chúng ta đánh 1 nốt, một đập chúng ta đánh 2 nốt, một đập chúng ta đánh 4 nốt. Đó, ví dụ là tắc tắc tắc. Rồi chúng ta đạp chân xuống và chúng ta tập. Thì hôm nào Tùng sẽ làm một cái clip về các loại nhịp và cách ứng dụng solo trong nhịp và tập trên nhịp. Thì lúc đó anh em sẽ đẻ được ra nhiều cái câu khác nhau ở các ý tưởng khác nhau. Thì cái clip này mục đích là Tùng hướng cho anh em cái bắt đầu hiểu về âm giai và cách tập âm giai và cách phát triển của nó và cách ứng dụng của nó, nguyên lý hoạt động của nó từ đâu. Từ đó anh em ngộ nhận ra và chúng ta đi trên cái chặng đường đó tốt, muốn ứng dụng được âm giai tốt thì chúng ta phải đánh giỏi âm giai đã. Đánh ngày nào chúng ta cũng đánh và đánh tới mức độ chúng nghe nghe cái câu đó nó chán luôn rồi, chúng ta không muốn đánh nữa. Thì lúc đó bắt đầu anh em thấy là cái câu đó khi nghe một người nào đánh thoáng qua tai thôi là mình biết được, à cái câu này mình đã từng đánh qua rồi, mình đã từng nghe rồi, mình đã nghe một cái câu đó như thế nào rồi. Đó là bắt đầu là chúng ta bắt đầu biết cảm âm về giai điệu, cảm âm về âm giai. Là Tùng xin dừng clip tại đây và mong anh em cảm nhận được những cái điều Tùng chia sẻ. Mục đích của Tùng là chia sẻ là chính và mong anh em hiểu được mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút. Thông qua mỗi clip thì anh em lại hiểu được một chút, thì đó là cái điều Tùng mong muốn. Và anh em cảm thấy thích những cái clip của Tùng và yêu quý Tùng trên kênh thì có thể ủng hộ chia sẻ, và đó là cái niềm vui và hạnh phúc của Tùng. Và trong cái động lực đó Tùng sẽ chia sẻ hết mình trong những cái vấn đề có thể mang được tới một cái chút gì đó cho anh em cùng đam mê guitar với Tùng để cùng tập luyện. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo nhé.